ngày 13 tháng 10, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tóm quả tang một thiếu nữ có hành vi tàng trữ phi pháp chất ma túy. Thông tin lúc đầu cho biết, tối muộn 10:10, tại thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh, cơ quan công an đã tóm giữ Nguyễn Thị Huyền 1995, trú tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu, khi đang vận chuyển phi pháp ma túy. Kiểm tra trên người thiếu nữ này, công an phát hiện có hai túi ni lông màu đen, bên trong chứa heroin với tổng trọng lượng 7,9 gram. Đối tượng Thủy tại công an. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huyền khai nhận vận chuyển thuê số heroin nói trên cho một người nam nhi không rõ rệt danh tính từ huyện Đức Thọ về thị trấn Phố Châu để lấy tiền công 700.000 đồng. Tuy nhiên khi về đến nơi thì Huyền đã bị công an tóm giữ. Tiếp đến, tối ngày 11 tháng 10, trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn thôn Tùng Ảnh Đức Thọ, công an huyện Đức Thọ phối hợp cùng cơ quan tác dụng, tóm quả tang Trần Thị Thủy 1999, trú thôn Đức Thủy, Đức Thọ, đang có hành vi tàng trữ phi pháp chất ma túy. Tại hiện trường, công an phát hiện 101 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh nghi là ma túy dạng hồng phiến, 2 túi ni lông đựng chất bột màu trắng nghi là ma túy dạng heroin, tổng trọng lượng khoảng 17,8 gram và một số tang vật liên quan. Hiện cơ quan tác dụng đang nối tiếp điều tra làm rõ rệt vụ việc.